Chào đón quý vị và các bạn đã đến với kênh phim Việt Nam Hay. Hãy đăng ký cập nhật ngay phim mới nhất, thao tác like và bình luận để phim Việt Nam phát triển mạnh hơn. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thương lắm tóc dài ơi, một đời lòng đong thân cò lạnh. Cô phải về đây. Cô giáo lại chơi một lát thôi. Không được, trễ quá rồi. Ký túc xá đóng cửa. Cô giáo, hẹn các em dịp khác nhé. Cô giáo hát một bài thôi. Có trễ thì em lấy xe của mẹ đưa cô về. Đúng rồi. Cô. Đúng rồi. Hay quá. Thôi được rồi, em chọn cho cô bài Chị Tôi nha. Có hai bài Chị Tôi, cô hát bài nào? Bài của Trần Tiến. Dạ. Kim Thư, chúc mừng sinh nhật con. Chúc con ngoan và học giỏi. Cảm ơn cô hai. Anh mới đến, em xin phép về trước. Con chào cô. Dạ, cô chào nhà. Cô. Sao Thư không giữ cô giáo ở lại chơi? Tại vì đường về nhà cô giáo rất xa. Hay là cô đưa cô về giùm con đi. Trời cũng khuya rồi. Cô giáo đi xe đạp biết chừng nào mới tới. Đi cậu. Đi.
má đó hả? Má chưa ngủ sao? Chị cũng đang ở mô rửa, không chịu gọi điện về nhà cho mày yên tâm hỉ. Có thằng bạn từ thành phố cất nhà gần khu vực xưởng sơn mài nhà mình, giờ nó làm tân gia nên gọi điện rủ con sang nhậu. Vui quá nên quên mất. Vợ con về hồi nào vậy má? Bữa nay hẳn về sớm lắm. Mà hai đứa có chuyện chí không? Mà mành vờ vờ đi, mành trông trông đi rửa. Dạ. Con thì ngủ với ba. Nì, mà khi mô con về? Con tính về sớm, nhưng tụi bạn ép uống dữ quá, hạ giận con lắm phải không má? Răng không sợ mà dần mà láo hằng dần à. Từ đó về đây mười mấy cây số. Thôi thôi, con ở đó ngủ luôn đi con. Má lựa lời nói hạ, đừng giận con nghe. Không gặp được vợ hay sao mà mặt mày ủ dột vậy? Giờ này chắc mẹ con cũng ngủ rồi nên không ai bắt máy cả. Chắc là hạ giận anh lắm. Thôi nào, anh chàng đẹp trai, nhớ vợ nhớ con sao không về nhà mà còn hẹn người ta ra đây nữa. Về nhà cũng có làm được cái gì đâu mà về. Thì ra bị vợ chê nên mới tìm tới người ta. Sao không chảnh nữa đi? Cho anh xin lỗi nha. Em đừng dọn dẹp sự lộn xộn đó, nó có tật tự riêng của anh. Kìa, sao anh không để em phụ cho? Anh bưng nhiều vậy? Vì em là khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Sao lại đặc biệt? Anh sẽ giải thích sau. Còn lúc này anh chỉ muốn cảm ơn em. Hôm nay là ngày gì mà anh chỉ mời có mình em? Hôm nay là ngày giỗ vợ anh. Sao anh không mời mẹ con bé Kim Thư? Thôi, xuống nhà anh sẽ giải thích. Vợ anh và mẹ bé Kim Thư ngày xưa vốn không hợp nhau. Hồi nãy mọi thứ đã bày biện xong, sao em không thấy anh cúng gì cả? Em cứ đặt như vậy là được rồi.
Coi như anh đã làm xong thủ tục tưởng nhớ ngày cô ấy ra đi. Sao em không nói gì hết vậy? Em không muốn tìm hiểu thêm gì về anh sao? Em biết anh là một giáo sư đại học, đã quá vợ và hiện giờ đang có nhu cầu lập gia đình. Vậy còn chưa đủ sao? Hôm nay em khác hẳn mọi hôm đó nha. Thu nè, sao em lại tin một người đàn ông đã có vợ và lớn tuổi như anh? Đến chính một chút. Quá vợ và hơi lớn tuổi. Em muốn biết về đệ tử của anh không? Nếu anh thấy kể ra mà nhẹ lòng hơn thì cứ kể. Còn em không ép. Vợ anh là bạn thân của mẹ bé Kim Thư, là học trò của anh ở trường đại học. Khi mới cưới nhau, anh phát hiện ra cô ấy và ba của Kim Thư là người yêu cũ. Họ thường hẹn hò qua lại. Sợ em gái biết rồi buồn khổ, vì lúc đó đang mang thai bé Kim Thư, nên anh đành chịu đựng một mình. Giờ anh tưởng mọi chuyện vẫn bí mật, nên hằng ngày vẫn yêu thương ngọt ngào. Anh cảm thấy ghê tởm và kinh sợ. Rồi đùng một cái, cô ấy và ba của bé Kim Thư lên tàu vượt biên. Rồi cô ấy vĩnh viễn nằm trong lòng đại dương. Chỉ có ba của bé Kim Thư còn sống sót và đang định cư tại Na Uy. Từ đó, anh hận đàn bà và thề chẳng bao giờ lấy vợ nữa. Cho đến khi anh gặp em, anh cảm thấy phần đời còn lại sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu không có em. Hoàng Thu, em nhận lời làm vợ anh không? Nếu bằng lòng làm vợ, mình sẽ có tất cả: nhà cửa, tiền bạc và cả danh vọng. Mình luôn mơ ước điều đó kia mà. Bằng thực lực, liệu mình có tìm nổi một việc làm theo ý muốn, hay lại quay về với lò gốm cũ kỹ của chị hai? Sắp tới Bình Dương thành lập trường đại học dân lập, mấy người bạn rủ anh, nên chưa quyết định tham gia. Vậy anh muốn biết ý kiến em. Em có biết gì đâu mà ý kiến. Vì anh tin em, muốn được gần bên em. Em muốn anh về Bình Dương. Nếu em bằng lòng, chúng mình sẽ cưới nhau sau khi em tốt nghiệp. Anh không thấy tiếc khi rời thành phố với nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp sao? Anh chỉ có một mơ ước, là được tiếp tục đứng trên bục giảng và sống hết phần đời còn lại bên em. Dán lên đi con. Nhấn mạnh vô một chút. Ừ, xé từ từ thôi. Từ từ.
Rồi, nhấn vô được rồi. Bác Bảy. Ừ. Đẹp lắm bác Bảy à. Đẹp. Chúc mừng con. Bữa nay kể như là châu về hợp phố. Tâm nguyện của con kể như hoàn thành một nửa. Ông nội con dưới suối vàng cũng mát ruột. Dạ con biết. Dạ. Lẽ ra hôm nay con phải đãi tiệc thật lớn à nghe. Nhưng con cũng cần phải tiết kiệm. Cái gì của Hoàng Thịnh lại trở về với Hoàng Thịnh. À. Mời vào. Chú Lâm, con đợi chú nãy giờ. Yeah. Mời chú ngồi. Thưa cô, đây là những số liệu về tình hình kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm. Công việc cụ thể thế nào, chú cứ nói cho con nghe đi. Dạ. Lẽ ra trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty sẽ tăng lên gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Vì số lượng đơn đặt hàng và sản phẩm bán ra tăng cao. Nhưng thực chất là thu vào rất ít. Vì bên đối tác không chịu thanh toán theo đúng hợp đồng. Tại sao lại như vậy? Nếu như họ tự ý không làm đúng theo hợp đồng đã ký thì chúng ta cũng ngừng hợp đồng, không cung cấp cho họ nữa, buộc họ phải bồi thường thiệt hại. Nhưng vấn đề ở đây không phải là lỗi do họ, mà là do chúng ta. Sao lại như vậy? Đề nghị chú cứ nói rõ vấn đề này. Chú làm quản lý cho nhà Giảng Phước gần 20 năm nay rồi. Mẹ chồng con tin tưởng chú, ủy quyền cho chú làm cố vấn cho con, giúp con trong việc kinh doanh. Có gì chú cứ nói thật, đừng ngại. Vấn đề chính là chúng ta vi phạm hợp đồng. Thậm chí có những nơi sau khi nhận những lô hàng đầu tiên đã gọi điện thoại về phòng kinh doanh của công ty, đề nghị ngưng cung cấp những lô hàng kế tiếp để làm việc lại với giám đốc công ty. Nhưng hình như cậu Phước không mấy quan tâm. Chuyện đó thì con cũng biết, vì lô hàng do chúng ta làm ra bị sai lệch so với kích thước của họ. Nhưng khi nghe ta giải trình, vì nguyên liệu gỗ của chúng ta gặp sự cố nên họ cũng đã thông cảm. Không biết sau khi họ làm việc với cô như thế nào, liền sau đó họ đã cử người sang đề nghị thanh lý hợp đồng và không nhận những lô hàng tiếp theo, dù phải chấp nhận bồi thường một khoản tiền lớn cho công ty ta. Sau sự việc này, uy tín của công ty Vạn Phước giảm đi rõ rệt. Những khách hàng thân thiết lâu nay của công ty Vạn Phước cũng xin rút lại đơn đặt hàng. Cứ cái đà này, không khéo công ty Vạn Phước sẽ vỡ nợ. Vậy theo chú, chúng ta phải làm gì bây giờ? Trước mắt, bằng mọi giá phải giữ uy tín của công ty Vạn Phước. Có nghĩa là thực hiện theo đúng những điều đã ký trong bản hợp đồng với khách hàng. Đích thân cô phải kiểm tra chặt chẽ từ khâu cung ứng vật tư cho đến khi ra thành phẩm. Sao lại là con? Từ khâu kỹ thuật đến khâu sản xuất đều do anh Phước phụ trách mà. Tôi bắt đầu nghi ngờ về sự thẩm định của cậu chủ. Trong thời gian gần đây chắc cô cũng biết, cậu chủ đã thay đổi người quản lý và một vài người mới ở khâu cung ứng vật tư. Con có biết bà Hằng đã thôi không làm quản đốc nữa, mà do cô Như, cháu họ bà ấy. Con thấy hợp lý, vì bà Hằng tuổi đã cao, khó có thể nào điều hành tốt được công việc. Nhưng cô Như lại chưa đủ kinh nghiệm để làm công việc đó. Thì bên cạnh cô ấy, công ty vẫn để bà Hằng làm cố vấn. Hơn nữa, hằng ngày vẫn có anh Phước kiểm soát công việc mà. Không lẽ anh không còn quan tâm đến công việc ở xưởng nữa mà phó thác hết cho cô Như? Là tôi nhắc nhở cô như vậy. Nếu không,
công việc kinh doanh của công ty sẽ ngày càng bế tắc. Con sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị của chú. Có thể tuần sau chúng ta sẽ cho thành lập tổ thanh tra. Tốt nhất là cô nên bắt đầu từ chỗ cô Như quản đốc và những người họ hàng thân tín của cô ta dưới phân xưởng. Tôi nghĩ rằng những người thợ của công ty Vạn Phước không bao giờ nghĩ rằng những mặt hàng họ làm ra đều là hàng thứ phẩm, nếu trong tay họ toàn những nguyên vật liệu tốt. Chẳng có ai dạy gì tự đá đổ nồi cơm của mình. Nếu như... Chú Lâm, còn điều gì thưa cô? Những chuyện vừa rồi ở công ty chú có cho mẹ chồng con biết không? Tôi không báo, vì tôi tin là cô sẽ có hướng giải quyết thỏa đáng. Cảm ơn chú. Chào cô. Thu, đây nè. Ủa? Nè, làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy? Trời ơi Long, lâu quá không gặp, khỏe không? Từ hồi lên Sài Gòn tới giờ mới gặp lại Thu đó, mừng quá luôn. Dốc hoài, Thu ở ký túc xá Trần Hưng Đạo chứ xa xôi gì đâu. Tại Long không muốn tìm, nên nói như vậy. Cũng bởi ngoài giờ học, tôi phải đi làm thêm, nên không có thời gian. Còn Thu sao? Có hay về quê không? Vậy thì lại quán đằng kia uống nước đi, để mình hỏi thăm vài chuyện nghe. Chị hai thương yêu, gần nửa năm nay em không về nhà, không biết nhà mình có gì mới không? Chị hai và Đông có khỏe không? Còn chị Hạ, anh rể và bé Phúc, gia đình họ chắc hạnh phúc lắm. Mà chị hai cũng đừng nên làm việc quá sức nghe. Đừng có cưng chiều thằng Đông quá, mà hãy để nó cái việc học hành của nó. Năm nay là cuối cấp rồi, chị khuyên nó tập trung vào việc học nha. À, chị hai, Long cũng đang học đại học mỹ thuật ở Sài Gòn đó. Em mới vừa gặp nó hôm tuần rồi. Dạo này trông nó ra vẻ lắm. Thằng đó ngó vậy mà có chí ghê. Ngoài giờ học, nó cũng đi làm thêm như em. Nhưng nó kiếm tiền không chỉ lo cho bản thân, mà nó còn gửi ngược về quê phụ mẹ nuôi các em. Chào ông quản lý. Chào mợ chủ. Giám đốc có trong văn phòng không? Cậu chủ chở cô Như ra ngoài. Nếu không có thì cậu đi điện thoại về ngay đi. Dạ nha. Dạ. Chú Lâm xuống đây có một mình sao? Tôi đi cùng mợ ấy đang ở trong văn phòng. Có chuyện gì mà chú với vợ con xuống đây vậy?
Cũng có chút chuyện. Thôi, mình vào văn phòng bàn luôn. Đi. Cô Như, lại đây. Giám đốc gọi em có việc gì không? Dạ, con chào chú quản lý. Chú vẫn khỏe chứ ạ? Dạ. Cô Hằng của con nhắc đến chú hoài à. Cảm ơn cô. Thôi chúng ta vào trong kia bàn chút việc, không nên để cô Hà phải đợi lâu. Tôi đi trước nha. Chúng ta bắt đầu được chưa? Chắc cậu Phước cũng biết những khó khăn gần đây của công ty. Tất cả đều xuất phát từ xưởng sản xuất của cậu. Vì sao dạo gần đây sản phẩm gỗ Văn Phước xuất xưởng đều bị khách hàng phàn nàn, rồi rất nhiều đơn đặt hàng đã ký bây giờ cũng có nguy cơ bị hủy bỏ. Nên cô Hạ muốn đích thân kiểm tra lại quá trình điều hành cũng như nguồn vật tư cung cấp cho nguyên liệu sản xuất. Còn cô Như đây, phần việc của cô là kiểm tra lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán của công ty và xem xét lại nhân sự ở xưởng, rồi báo với anh Nhẫn lập danh sách tất cả những nơi cung cấp nguyên vật liệu cho công ty của mình. Ngày mai sẽ có một cuộc họp giữa những người lãnh đạo và đoàn kiểm tra. Người trên công ty đã có ý kiến như vậy thì chúng tôi xin chấp hành. Nhưng nói thật, làm như vậy thì không khác gì không tin tưởng vào năng lực điều hành của anh Phước. Nên nhớ, anh ấy mới thực sự là ông chủ của cơ sở sản xuất gỗ Vạn Phước. Bộ ở trên công ty không đủ việc để cho cô làm hay sao? Mà còn xuống đây bày trò nữa hả bà phó giám đốc? Sao lại bày trò? Vấn đề lớn có thể dẫn đến phá sản công ty, mà sao anh lại thờ ơ vậy anh Phước? Nhưng ngày trước má đã phân công cụ thể rồi. Việc của em là ở trên văn phòng, anh ở dưới phân xưởng. Rồi bây giờ em muốn ôm hết một mình phải không? Tùy em thôi, em muốn làm gì thì em làm. Anh... con biết lắm mà, thế nào anh ấy cũng phản ứng như vậy. Kệ, cậu ấy muốn nói gì thì nói, miễn sao công việc của mình trôi chảy là được rồi. Anh à, bộ anh phó mặc cho vợ mình thao túng luôn công việc ở đây sao? Nếu cậu ấy đã muốn như vậy rồi thì tôi không cần phải tham gia gì cả, đỡ phải đau đầu. Vậy là anh sẽ khoanh tay đứng nhìn cậu ấy đuổi em và anh hai em ra khỏi chỗ này sao? Anh ích kỷ lắm. Em và anh Nhẫn thì liên quan gì tới việc này? Tại sao lại phải đuổi? Thì anh không nghe ông Lâm đòi kiểm tra sổ sách của em và anh hai em sao? Em nghĩ họ đang tìm cách tống khứ hai anh em ra khỏi nơi này chỉ biết được quan hệ của chúng mình. Hạ không phải là người hẹp hòi đến như vậy. Anh không biết được một khi đàn bà đã nổi cơn ghen, họ dữ dằn như thế nào đâu. Nếu như anh không bảo vệ được em thì coi như anh đã trao thân làm người. Trời ơi, ở trển nghe kìa, sùm vậy. Nín đi.
Cô Như. Dạ. Cô hãy chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của chúng tôi. Dạ. Ngày mai chúng tôi sẽ xuống xưởng. Thôi, em về đây. Chiều nay anh thu xếp công việc về sớm nghe. Chào cô Như. Xin chào. Vẻ mặt của bà vợ anh lạnh bắt sợ. Sao anh không có phản ứng gì hết vậy? Có anh ở đây, ai dám làm gì em? Anh phải ngăn không cho họ xuống mới được. Họ làm như vậy chẳng khác nào xem thường khả năng của anh đó sao? Người ta nói anh chẳng qua chỉ là một kẻ núp váy vợ, chứ không có năng lực gì cả. Như vậy thì anh còn mặt mũi nào mà chỉ đạo đám công dân ở đây? Hả? Cô dẹp hết cái trò kiểm tra kiểm chứng đó đi. Đó là việc nên làm. Em đã khuấy động gì đâu mà anh lại lo xa quá vậy? Chẳng qua chỉ là kiểm tra lại sổ sách chứng từ mà cô Như đã làm thôi. Như vậy cũng không được. Tại sao anh lại binh vực cô ta dữ vậy? Hay là hai người đã... Công ty Vạn Phước là tôi hay cô là giám đốc? Tôi quyết định ngày mai không kiểm tra kiểm kiết gì cả. Ai à, ai, ai. Má ơi, má. Ủa, má đi đâu mà cửa nẻo vậy? Má ơi. Trời ơi, má. Xuân mới về đó hả con? Con nói má bao nhiêu lần rồi, thời tiết thay đổi, má cứ lụi cụi ở ngoài này một mình. Trời sắp mưa rồi. Má thấy trời muốn mưa nên muốn dời mấy cây cảnh của ông Trung nó đem về cho má. Ây da. Con thấy trời giông gió quá, con không an tâm nên con đáo về đây thăm má. Ây da. Má đau ở đâu? Má thấy chỗ ông Quyển là đau đau. Ai da. Má đau ở đây à? Ờ. Chắc là bông gân rồi. Để con lấy dầu lửa xoa bóp nha. Không sao đâu con. Từ ngày thằng Trung mất đi, trong nhà vắng vẻ. Con nhớ anh Trung quá má. Con không thể nào sống thiếu anh ấy được. Cho cô Phúc ăn cơm chưa? Dạ rồi. Lên trên lầu mời cô xuống ăn cơm. Dạ hồi nãy con lên mời. Cô nói bà cứ dùng trước, cô hơi mệt, chút nữa cô xuống sau. Mệt chi thì cũng phải xuống cho là thoáng. Nằm riết ở trên thì lòng rắn dày được. Nì, chị chịu khó lên lầu một lần nữa, mời cô xuống ăn cơm. Ba đời đó. Dạ. Thưa má. Chừ con đau chỗ mô mà nằm riết ở trong phòng rồi hỉ. Dạ con chỉ thấy chóng mặt. À mà biết rồi. Hay là thằng cô Phúc nó sắp có em? Dạ không, bữa giờ bệnh cứ rời rời hoài. Con định xin với má, con nghỉ về công ty, về nhà chăm cho thằng Phúc. Con ráng chịu khó uống thuốc, rồi nghỉ ngơi vài bữa cho nó khỏe, rồi trở lại công ty con à. Mà tin tưởng ở con, chị giao hết cho chồng con, thì làm ráng mà yên tâm cho được. Từ ngày quản lý công ty, theo lời dạy của má, con lo đối ngoại và kinh doanh, còn ảnh thì sản xuất.
Nhưng gần đây khách hàng bán vốn nhiều, họ đòi bồi thường hợp đồng, lòng con đau hết cả đầu. Trách ảnh làm hàng sai quy cách thì ảnh không chịu. Trầy ra mình con thì không sao, đằng này trước mặt biết bao nhiêu công nhân, ảnh lớn tiếng bênh vực người ta, cho rằng con không phải là người của Nhãn Phước nên giữ hộ với khách hàng, chê bai sản phẩm của Nhãn Phước. Răng chuyện lỡ như rửa mà chưa con mày nói. Nhưng khi con tìm hiểu kỹ, những vướng mắc vừa qua của công ty không chỉ đơn thuần là ở khâu kỹ thuật, mà là bằng chính nguyên vật liệu không đủ quy cách. Mọi hoạt động sản xuất ở phân xưởng anh ấy gần như phó mặc cho cô Như, nên có thể cô ta cấu kết với người thân của mình cắt xén nguyên vật liệu bằng những vật liệu thứ phẩm nhằm cắt xén tiền công ty bỏ túi riêng. Khi con tìm hiểu sự việc thì anh không chơi con, bênh vực cô ta. Như rửa à? Cho một gói con mèo. Dạ, hết thuốc con mèo rồi, anh đến đỡ ba số được không? Cũng được. Ủa, trông cô quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Em là công nhân lò gốm nhà anh. Tóc mây này là quán của chị ba em. Buổi tối rảnh em ra đây phụ giúp chị. Vậy à? Vậy là người quen rồi. Quán vắng khách, cô cứ ngồi đây trò chuyện cho vui. Ai lại mời ngược đời vậy? Quán này là của người nhà em, em không mời anh thì thôi. Thì đã sao? Nước cam nha, con gái ai cũng thích uống thứ này. Cho một ly nước cam. Dạ. Lo làm không lo làm, lo nói chuyện với khách. Không sao, tôi với mày là bạn học từ xưa, lâu lắm mới gặp lại. Dạ. Sao anh biết em tên May? Nhìn tóc cô, tôi đoán vậy, ai dè trúng phốc. Tôi với anh cũng đâu phải là bạn học. Thì tôi phải nói vậy, không thì chị của cô kêu cô vô trỏng. Ở ngoài này tôi biết nói chuyện với ai. Cái anh này dễ thương ghê. Vậy mấy đứa bạn em trong chỗ làm cứ đồn. Họ đồn gì về tôi vậy? Không nói đâu. Nói đi mà. Không nói đâu. Nói đi. Thì tụi nó nói anh là công tử quậy. Công tử quậy. Mày, mày, công tử quậy. Phước. Phước. Sao má vẫn còn ngồi đây chưa đi ngủ vậy? Mà đời mi. Đợi con chi? Hạ nằm ốm ở nhà, một mình con phải xử lý bao nhiêu công việc ở công ty. Má đợi con làm cái gì? Đã biết công việc nhiều làm không xiết, răng còn kiếm chuyện gây gỗ với vợ. Hạ lý rồi cái gì với má rồi phải không? Răng mà mi lại làm ồn lên như rửa hỉ, để thằng Phúc nó ngủ. Mà đâu cần con Hà hằng nói chí, từ túi tôi tìm hiểu. Má biết được chuyện gì? Chẳng qua chỉ là thói ghen tuông đồng bóng của đàn bà mà thôi. Ôi, chuyện mới quan hệ với ai mà không quan tâm. Nhưng mà ảnh hưởng đến công ty Vàng Phước là không được nghe. Cô Hà đâu? Cô Hà đâu? Cô dở trò công ty chưa đủ hay sao? Mà còn định làm loạn ở nhà nữa. Cô muốn gì? Răng mới cư xử với vợ mới như rửa. Mới vô trong. Vô trong xin lỗi vợ ngay. Tại sao con phải xin lỗi cô ấy? Chẳng lẽ cô ấy muốn biến con trở thành một thằng giám đốc hữu danh vô thực như những lời đồn đại ở ngoài hay sao? Đồ gỗ Vạn Phước danh tiếng khắp Bình Dương,
thiếu gì người tìm đến. Má toàn lo chuyện bò trắng răng. Vợ chồng mới kinh doanh giỏi quá ha. Chưa đây 6 tháng mà lộ mấy tỷ bạc. Lộ mấy tỷ bạc? Người ta có nói thêm không đó? Thì mi nói với ông Lâm, để ông đem giấy tờ sổ sách cho mi coi. Suốt ngày cứ quấn quýt về con Như. Ôi, tôi nói rồi, kể từ ngày mai tôi cũng muốn thấy mặt con nữa trong công ty, nghe chưa? Khuya rồi con đi mô rửa. Dạ xin phép má con về nhà vài bữa. Má trông nom thằng Phúc giùm con. Chừ con có dần chồng chỉnh xe 10 vàng thì cũng phải cắn răng mà chịu. Là gia đình mới hòa thuận, ai mà chồng lại mới tát con một cái đã đòi bỏ về. Rửa thì con ra hệ thống chi nữa. Con muốn đi đâu thì cứ đi. Nhưng tôi nói trước, ngày cô bước vào cái nhà này như thế nào thì khi đi ra cũng y như vậy. Đừng có mong gì hơn. Con xin phép má con về. Thôi, tụi bay muốn làm chi thì cứ làm. Coi như bà già vô dụng đi chết rồi. Khuya quá rồi, con đưa má vô giường ngủ nghe. Má già rồi, ngủ ít lắm. Má, hay là ngày mai con đưa má về Bình Dương, chơi với con vài bữa nghe. Má thì mỗi ngày mỗi già, má ở một mình, lỡ ra... Má chẳng muốn đi đâu xa bằng thờ cha con nó cả. Chừng nào dỗ ba thằng Trung, má sẽ tuyên bố với họ hàng luôn. Nhưng mà má muốn nói trước với con, là má giao ngôi nhà và khu vườn này cho con quản lý và thờ tự. Má không biết có còn sống được tới ngày con lập gia thất, nên má đã làm xong bản chúc thư. Con ra sau tủ thờ đem cái hộp sơn mài lại đây cho má. Dạ. Con là đứa nết na đức hạnh. Từ lâu má coi con vừa là con dâu, vừa là con gái. Má tin tưởng con nên mới giao ngôi nhà từ đường này cho con. Sau này nhờ con thay má hương khói phụng thờ cho mọi người trong gia đình. Ủa, chị ba mới về. Sao không chắc thằng Phúc về chơi? Bữa giờ trở trời, nó bị cảm. Chị hai qua lò gốm, chừng nào về vậy đâu? Cũng vô chừng lắm chị. Khi thì về sớm, khi thì đến tối mịt chị ấy mới về. Mà chừng nào thì em thi tốt nghiệp? Cũng không biết được. Em đang lo không biết có vượt qua khỏi kỳ thi cuối cấp này không. Như chị đâu cần học lên đại học cũng trở thành bà chủ một công ty sơn mài lớn nhất xứ Bình Dương. Trường hợp của chị thì lại khác. Có chuyện gì vậy chị ba? Không, không có gì cả. Định qua kiếm chị hai có chút chuyện. Thôi em học bài đi, chị về đây. Nè chị ba, để em một chút, để em qua lò gốm nhắn chị hai về cho. Thôi, để chị qua bển cho. Sẵn dịp về thăm lò gốm của nhà mình luôn. Lại trút bầu tâm sự chuyện chồng con đây. Có bà chị giàu có mà chẳng nhờ giả được gì. Ủa, sao hôm nay rảnh rỗi tới thăm chị vậy?
Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà gốm nhà mình thay đổi nhiều quá. Thì cũng chỉ mới bắt đầu thôi em à. Chị hai giỏi thì cũng đâu có bằng em điều hành cả một công ty lớn. Em khổ quá chị hai. Phước làm sao vậy? Chị thấy nó thương và chiều em lắm mà. Hay tại em vẫn giữ cái tính bướng bỉnh ngày xưa? Có con có cái rồi, đừng nên mỗi cái mỗi giận hơn nữa mà. Xuân ơi, Xuân núp bên kia, còn Gia núp ở đây. Xuân ơi, Gia ơi. Xuân ơi, Xuân. Gia ơi. Xuân ơi, Xuân. Xuân ơi, Gia ơi. Xuân ơi. Gia ơi. Xuân ơi. Xấu lắm, còn Xuân thì nặng đẹp. Sau này Xuân có thể lập chủ đò gốm đó. Thôi mệt mày quá, không biết chơi ra đi. Ra đi, không biết chơi ra đi. Vừa Xuân ơi, anh Phúc ghẹo con. Sao chọc em vậy Phúc? Ai thèm ghẹo mày, nghỉ chơi mày ra luôn. Thôi, vô đi. Chị Tư cũng nên sanh một đứa đi, để chúng cãi nhau cho vui cửa vui nhà. Ông Lân mê con lắm, nhưng Thu chưa chịu, nên đành ngậm ngùi, chịu theo ý nàng thôi. Chuyện nhà người ta sao chị biết? Thấy ông chơi với cô Phúc, chị ba đoán vậy. Chị hai của mình, dạo này có gì vui không? Mà trông đẹp ra vậy. Cậu Út đi. Lớn rồi mà tính cứ bông lơn như những ngày còn nhỏ. Chị suốt ngày bùn đất, đẹp nổi gì. Để em làm mai cho chị. Vợ chồng em có quen một khách hàng giàu có, quá vợ. Chỉ tội hơi già một chút. Phải không Kim? Anh hay quá. Chị hai mình đẹp như vậy thiếu gì người. Mà anh bà đặt mai mối. Chắc là Kim nói đúng. Chị hai đã có ý chung nhân rồi phải không? Ai vậy? Người đó mấy em cũng quen mà. Người quen? Người đó là ai vậy? Không biết đừng đoán lung tung. Để chị hai nói. Toàn là em Út không? Chị hai nói đi, để tụi em cùng mừng. Đó là Long. Hả? Cháu bác Bảy. Con đi chơi đi. Thằng Long, bạn học cùng lớp chị Tư hả? Thiếu gì người mà chị hai lại chọn Long. Anh ta trẻ người non dạ, biết có thật tình thương chị hai hay không? Biết đâu hắn ta vì cái gia sản nhà Hoàng Thịnh mà muốn cưới chị hai. Em phản đối. Thì ra người mà Long đeo đuổi và chờ đợi lại chính là chị hai của mình. Chị hai như vậy mà thật diễm phúc. Còn mình thì sao? Còn Tư thì sao? Tư cho ý kiến đi chứ. Chị hai là người làm gì cũng có lý do, và tình cảm cũng rất thận trọng. Nên chuyện riêng của chị hai cứ để chị ấy tự quyết định. Tao không biết.
mày có phải là người trong gia đình hay không? Mà mọi chuyện mày cứ bàng quan như là người xa lạ. Vẫn biết chuyện của người nào thì người ấy tự quyết định. Nhưng trong chuyện này, chị Hai không thể quyết định một mình được, vì nó liên quan đến cả nhà Hoàng Thịnh. Người như cậu Long, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, lại có học thức, thiếu gì con gái đăng ký, mà anh ta lại chọn chị Hai. Chị Hai, lấy ai cũng được, tụi em ủng hộ hết mình. Nhưng người đó không phải là thằng cha Long. Trên đời này không phải ai cũng xấu, cũng vụ lợi như các em vậy đâu. Chị Hai nói không sai. Nhưng lấy em ra làm ví dụ, khi em lấy anh Phước cũng chỉ vì lòng hiếu thắng muốn trả thù gia phát, và vì nhà anh ta giàu có. Nhưng liệu chị có đủ sức để giữ được anh chồng trẻ trung khi bao nhiêu cô gái vây quanh không? Đây là cơ hội tốt để giành lấy quyền thừa kế. Anh nói đi. Nếu chị đã nhất định chọn Long thì buộc em phải đòi quyền thừa kế gia sản. Chị sẽ phải ra đi, để lại toàn bộ cơ ngơi nhà Hoàng Thịnh cho em, theo bản chúc thư của ông nội. Sao lại chỉ có mình mày? Cả tao và Thu cũng có phần chứ. Sao lại nói chuyện chia tài sản lúc này? Các người có còn ra gì nữa không? Nếu mà chia, chị Hai phải được phần nhiều nhất. Nếu là chia là nói về khía cạnh tình cảm, còn chị Hai là con riêng của ba thì không có phần. Hai đứa ra ngoài chơi. Ai dám nói chị ấy không phải là người trong gia đình này? Giả lại cơ ngơi này là do một tay chị ấy gầy dựng nên, giờ lại gạt chị ấy ra. Tôi sẽ tìm cách làm rõ chuyện này. Nếu không có uy tín và bí quyết gia truyền của nhà Hoàng Thịnh thì liệu công việc làm gốm của chị ấy có thể tồn tại đến ngày hôm nay, hay cũng chỉ là một người thợ thủ công quèn? Này chị Tư, chị đừng tưởng chị là nhà báo thì tụi này sẽ sợ sao? Chị ấy là con riêng nên không có phần. Nếu muốn, chị có thể đi kiện, chúng tôi sẽ đi hầu. Nói thì nói vậy thôi, chứ tụi này đâu bao giờ làm vậy. Anh, nhưng báo trước, nếu chị vẫn giữ ý định lấy thằng Long thì đừng có trách tụi này vô tình vô nghĩa. Các người muốn chi chác thì cứ việc chi chác, đừng có lôi kéo tôi vô. Đâu rồi những đứa em nhỏ dại ngày xưa của mình? Được, mình sẽ ra khỏi nhà, không mang theo một thứ gì trong gia đình cả. Mình tin Long sẽ ủng hộ mình. Cho em dựng phỏng vấn kỹ sư Quy liền nghe. Đã đăng ký lịch trước rồi thì cứ vào việc, máy cô Lan đó. Dạ. Xin anh cho biết nguyện vọng của mình sau khi anh đã trở về tổ quốc và bày tỏ cảm nghĩ của riêng anh. Mời anh. Ngành công nghệ thông tin đang có những bước phát triển và đột phá. Chị thấy kỹ sư Huy đẹp trai không? Ừ, đẹp. Duy Kiều về hả? Là những kỹ sư trẻ
đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin. Tôi rất muốn được đem những kiến thức mà mình tiếp thu được để về phục vụ cho Tổ quốc, cho quê hương, và đặc biệt là với quê hương Bình Dương, nơi chung nhau cắt rốn của tôi. Được trở về quê hương, cống hiến cho quê hương là nguyện vọng của chúng tôi. Alo, chị dựng giùm em chút, em có điện thoại. Mấy cô phóng viên này, điện thoại suốt ngày. Vẫn chưa tìm thấy thằng Minh kế toán trưởng. Cảnh sát kinh tế đã phát lệnh truy nã họ. Đã cảnh giác với con Như, không ngờ nó dám chơi trò này với mình, cùng với kế toán trưởng thuộc các công ty mấy tỷ bạc. Tất cả đều là lỗi của tôi, bởi tôi đã nhìn lầm người. Thường thì công ty không có dự trữ nhiều tiền như lần này. Chúng tính toán thật chu đáo, đúng vào lúc vừa ôm một đống tiền từ ngân hàng về, chuẩn bị xây dựng thêm phân xưởng mới là chúng ra tay liền. Cơ nghiệp gây dựng cả đời của mẹ chồng con bây giờ bị vợ chồng con làm tiêu tan hết. Cô cứ để tôi lo liệu, đừng nên để bà ở nhà biết rồi. Cô Thu dựng chuyên đề phỏng vấn các kỹ sư trẻ tình nguyện về Bình Dương hay thiệt. Em chỉ thực hiện theo yêu cầu của đài thôi mà. Cô Thu nổi tiếng đó nghe. Chị này chọc em hoài. Trưởng ban đưa cho cô chương trình mới, cô phải hoàn thành gấp kịch bản truyền hình trực tiếp tối mai. Vậy là em chỉ còn có một ngày để tiếp xúc và làm việc với mọi người, trong khi em vẫn còn mấy chuyên đề đang dở dang. Vậy hả? Em bận tối mắt tối mũi. Ông nói chỉ giao cho cô thôi. Đồ người non háo đá. Xuân đã đỡ bệnh chưa? Sao không nghỉ ngơi? Long xem, nếu như bà Hoàng Thịnh di dời theo chủ trương chung của tỉnh thì chí ít cũng phải tốn vài tỷ đồng. Chưa kể đến việc chúng ta còn phải đầu tư vào công nghệ mới. Tình hình hiện nay làm Xuân thấy lo lắm. Chủ trương chung của tỉnh là di dời thì trước sau gì cũng phải di dời. Anh vậy, nhưng mà Xuân vẫn thấy lo quá. Long nghĩ chúng ta mạnh dạn đầu tư vào công nghệ mới, sản xuất gốm sứ hiện đại. Với gốm truyền thống thì ta sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, độc chiêu, để thăm dò thị trường. Xuân thấy thế nào? Long nói đúng. Có lẽ Xuân già rồi, cho nên không có được cái nhìn thấu đáo và sáng suốt như Long. Thôi đi Xuân ơi, từ trước tới giờ Long vẫn khâm phục tính kiên định của Xuân, dám nghĩ dám làm. Mà chúng mình cưới nhau nghe Xuân. Sao Long cứ nhắc đến chuyện này hoài vậy? Vì Long yêu Xuân. Thật tình Xuân vẫn cảm thấy hai đứa mình nó cứ cập khiễng thế nào á. Long còn trẻ, học cao, nhưng sao cứ buộc đời mình vào một cô gái già như Xuân? Gái già? Cho mình nói thêm một lần nữa nghe. Gái già mà như Xuân á thì biết bao nhiêu người chết mê chết mệt.
Thú thật, từ ngày theo bác Bảy về làm chung với Xuân, Long đã thầm yêu Xuân. Yêu nhiều nên Long lo sợ. Lo là Xuân sẽ không chấp nhận tình cảm của Long. Xuân sẽ có chồng, nên suốt thời sinh viên Long đâu có ghé thăm Xuân. Ngày ra trường, biết được Xuân vẫn một mình sống chết với nghề gốm, Long về Bình Dương. Chuyện ấy Long đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Long vẫn cứ muốn nhắc lại để Xuân thấy tình cảm của Long dành cho Xuân là chân thành. Cảm ơn Long đã nghĩ đến Xuân, nhưng Xuân không thể. Lần này Long không có nhường Xuân nữa đâu. Long đã quyết định rồi, ra duyên mình cưới nhau. Các em Xuân, chúng phản ứng dữ quá. Long đợi Xuân thêm một thời gian nữa nha. Ừ. Đợi Xuân hoàn thành những công việc của công ty rồi mới tính đến chuyện của chúng mình. Em mệt lắm phải không? Ừ. Đang uống gì chưa? Để anh hâm nóng thức ăn lại cho em. Em ăn rồi, cảm ơn anh. Bây giờ em chỉ muốn đi tắm và ngủ một giấc thôi. Em uống đi. Xuân, lại đi coi sản phẩm mới của Long nè. Ừ. Chị để đi, tôi làm cho. Cảm ơn ngang. Ồ. Nhìn cũng hay hay. Nhưng mà Xuân chắc chắn mấy cái sản phẩm này chỉ có mỗi một mình Long làm được thôi. Mấy người thợ làm sao được vậy? Trước mắt Long thử ngẫu hướng một vài sản phẩm như vậy, biết đâu hàng độc, thị trường sẽ chấp nhận thì sao? Đành phải chịu khó thôi. Vất vả cho Long quá. Thì cũng phải nghĩ cách tháo gỡ khó khăn chứ. À, Xuân đã nhào trộn mớ đất sét đó chưa? Đất ở đâu cũng là đất. Việc gì mà Long phải xuống tận Vĩnh Long đem về chia cho đất cực? Thì mình cũng phải hiểu đất, hiểu người. Vậy mình mới có thể tìm ra nguyên do vì sao gốm sứ của mình lại điêu đứng,
Trong khi đó, các sản phẩm gốm sứ của Vĩnh Long lại ăn nên làm ra. Đi một vòng xuống Vĩnh Long tham quan tìm hiểu, chắc Long đã tìm ra đáp án. Biết thì biết vậy thôi, chứ đất của họ là đất phèn, nên khi nung, các sản phẩm có màu đen Italia rất độc đáo, nhiều mẫu mã lại đẹp nữa, giá thành lại rẻ hơn mình, nên những sản phẩm của họ rất được thị trường nước ngoài ưa chuộng. Nói như vậy, những sản phẩm gốm sứ truyền thống của mình đành cam chịu thất bại hay sao? Sao lại cam chịu như vậy? Long đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta phải tìm cách dung hòa truyền thống hiện đại mới có thể thoát khỏi tình trạng bế tắc. Đành rằng như vậy, nhưng muốn làm được như vậy, chúng ta phải có vốn lớn. Mà chúng ta thì... Mình thử bắt đầu bằng những sản phẩm gốm mỹ nghệ truyền thống, sau đó hãy tính đến chuyện làm hàng hiện đại cao cấp. Hãy kiên nhẫn, lấy ngắn nuôi dài, biết đâu mình sẽ thành công. Ủa, đâu? Làm bà chủ, mà chị vẫn phải làm mấy việc này sao chị hai? À, chào Long. Cả giám đốc và phó giám đốc kỹ thuật cũng ở ngoài này. Chả trách chi, gốm Hoàng Thịnh ngày càng ăn nên làm ra. Kim với bé Di có gì cùng em không? Cô ấy bận quản lý việc trên đó. Mà lần này em về, muốn bàn với chị hai mấy việc. Lại việc chi thêm vốn đi làm ăn phải không? Không, tụi em định trả công ty lại cho ông bà Nhạc. Làm ăn chung đụng phiền phức quá. Em đợi chị rửa tay chút nghe. Gốm Hoàng Thịnh từ ngày có ông về phụ trách kỹ thuật có vẻ ăn nên làm ra, nhưng mãi mê làm việc hoài. Bộ không cho tụi này uống rượu hồng sao? Đồng quá khen. Tất cả có được như ngày hôm nay đều do công sức của chị hai của cậu hết đó. Hai người nói xấu gì tôi đây? Làm sao dám nói xấu chị? Với một người lúc nào cũng tôn thờ chị như Long. Thôi, hai chị mình vô trong kia. Dạo này trông chị gầy và xanh quá. Kỳ này vợ chồng em định về Bình Dương ăn bám chị đây. Rồi công việc kinh doanh của em sao? Thất bại rồi chị hai. Thất bại rồi.